Chào các bạn, tôi đang có mặt tại trại rắn Hoàng gia của Thái Lan ở Bangkok. Đây là một cái trại rắn rất là nổi tiếng ở Thái Lan với hàng trăm loại rắn độc khác nhau. Trước mắt chúng ta là biểu diễn xiếc rắn với 4 chú rắn hổ mang và người biểu diễn. Những chú rắn này thì khá là hung dữ khi mà liên tục mổ về phía người biểu diễn. Trại rắn Hoàng gia là trung tâm nghiên cứu rắn độc Hoàng gia Thái Lan, thuộc trường Chulalongkorn do nhà vua Rama IV sáng lập, cách thủ đô Bangkok khoảng 20 km. Đây là một cái điểm đến khá là hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi trên thế giới. Người Thái Lan thì họ không giết rắn một cách bừa bãi và tùy tiện các bạn, bởi vì trong văn hóa và tâm linh của họ thì rắn là con vật linh thiêng và nó mang lại nhiều may mắn cho cuộc sống của họ. Vì vậy thì trên đất nước Thái Lan thì có những cái ngôi đền thờ thần rắn rất là linh thiêng và huyền bí. Khi mà tham quan trại rắn Hoàng gia Thái Lan thì khách du lịch được tận mắt nhìn thấy những cái con rắn với đủ các màu sắc. Đây là màn hôn rắn khá là nghẹt thở. Người biểu diễn hôn lên đầu những chú rắn hung dữ. Màn biểu diễn này rất là nguy hiểm và khiến nhiều người không dám nhìn. Màn biểu diễn độc đáo. Đây là màn biểu diễn lấy nòng độc từ trực tiếp từ những cái chú rắn. Đây, họ dùng một chiếc đĩa để miệng rắn vào và nọc độc từ trong miệng rắn sẽ tiết ra chiếc đĩa và nó có màu vàng, màu vàng nhạt. Cái gì đây? Thank you.